Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạch Định Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần đầu của cuộc phỏng vấn đặc biệt của đại sứ Bùi Diễm, tìm hiểu về chuyến đi Hoa Kỳ sắp đến của ông Tập Cận Bình do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là một cái chương trình rất là đặc biệt nhằm tìm hiểu về chuyến đi sắp tới của ông Tập Cận Bình ở tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với lại quý vị là cụ đại sứ Bùi Diễm đã có mặt ở phòng thu hình ngày hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay thì có thể chúng tôi có hai phần. Phần thứ nhất, chúng tôi sẽ tìm hiểu về cái mối quan hệ của ông Tập Cận Bình và ông Đặng Tiểu Bình như thế nào và cái tính thời sự của cái cuộc diễn hành của tuần qua ở tại Trung Quốc. Và phần thứ hai, chúng tôi sẽ tìm hiểu về những cái đề tài hoặc là những cái chương trình gì mà ông Tập Cận Bình khi ông đến Hoa Kỳ trước khi ông gặp Tổng thống Barack Obama hoặc là ngay lúc ông Tập gặp Tổng thống Barack Obama ở tại Tòa Bạch Ốc. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin kính chào cụ đại sứ Bùi Diễm. Vâng, tôi xin cảm ơn về những lời giới thiệu của anh Nhân và đồng thời tôi cũng có lời trân trọng kính chào khán thính giả của chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn của đài SBTN. Dạ thưa ông, khi mà chúng ta nói tới cái tính thời sự của ông Tập Cận Bình khi mà ông đến Hoa Kỳ đó, thì chúng ta muốn nhìn lại trong quá khứ cái mối quan hệ của ông Tập Cận Bình và ông Đặng Tiểu Bình, đặc biệt trong cái buổi diễn hành vừa rồi để mà mừng chấm dứt chiến tranh đệ nhị thế chiến. Trung Cộng đã tổ chức một cái buổi diễn hành rất là lớn, có tới 12.000 binh lính và có khoảng tới 500 vũ khí được phô trương. Và đặc biệt thì có một số những lãnh đạo của các quốc gia Á Châu đã đến đó. Ông có thể cho một cái nhận xét đầu tiên là cái quan hệ của ông Tập Cận Bình và ông Đặng Tiểu Bình như thế nào vậy thưa ông? Nói một cách tổng quát ấy, thì cái câu hỏi của anh có đặt cái vấn đề là hiện tình Trung Quốc ra làm sao? Từ ngày mà ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền, chúng ta phải nhớ rằng ông Tập Cận Bình thuộc vào cái thế hệ thứ 5 của giới lãnh đạo Trung Quốc kể từ ngày có ông Mao Trạch Đông, rồi con Đặng Tiểu Bình, rồi tới ông Giang Trạch Dân, rồi tới ông Hồ Cẩm Đào, rồi ngày nay là tới ông gọi là Tập Cận Bình. Cái sự hiện diện của ông Tập Cận Bình với tính cách là một người của thế hệ thứ 5 trong giới lãnh đạo của Trung Quốc ấy, là một hiện tượng hết sức đặc biệt. Bởi vì kể từ ngày ông Đặng Tiểu Bình mà khởi xướng ra cái chủ trương là phải mở Trung Quốc ra thế giới bên ngoài, và từ ngày đó cho đến bây giờ, Trung Quốc có những nước mức phát triển khá ngoạn mục trong nhiều thập niên liền. Mức phát triển đã có lúc tới lên 10%, mà những năm gần đây thì tối thiểu cũng là 7%. Thành thử ra cái gọi là cái sự có mặt của ông Tập Cận Bình vào cái tình trạng hiện tại bây giờ là một cái trường hợp hết sức đặc biệt, bởi vì người ta thấy rõ rằng thì là ông Tập Cận Bình khác với những ông gọi là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào trong những cái thập niên gần đây, thì có một cái chủ trương lãnh đạo gọi là tập thể lãnh đạo. Nhưng mà từ ngày có ông Tập Cận Bình thì ông ấy gần như là ông thâu hết cả quyền bính vào trong tay. Không những ông ấy là chủ tịch đảng, không những ông ấy là chủ tịch nước, mà ông ấy là còn chủ tịch của quân ủy hội nữa. Và ông ấy có những cái chủ trương có thể nói rằng thì là khá rõ rệt để mà tăng cường cái gọi là cái quyền lực vào trong tay một mình ông ấy mà thôi, chứ không có cái vấn đề là tập thể lãnh đạo như lúc trước. Chúng ta thấy rằng thì là ông ấy chủ trương diệt trừ tham nhũng, mà ông ấy không ngần ngại diệt trừ cả những người mà ở trong cái nhóm gọi là cái nhóm lãnh đạo của Trung Quốc.
Ngoài ra ông ấy cũng không ngần ngại mà ông ấy có thể nói rằng thế là ông diệt trừ cả một số tướng lãnh như chúng ta đã thấy gần đây. Thành thử ra cái sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, nếu mà kể từ thời ông Đặng Tiểu Bình cho đến ngày nay thì ông ấy cũng là một người lãnh đạo có thể mà ví với những cái vị lãnh đạo trước, nắm tất cả quyền hành ở trong tay. Và vì vậy cho nên trở về cái câu hỏi của anh, mà khi anh nói tới vấn đề mà cái cuộc diễu binh vừa qua ở Bắc Kinh, nhân dịp mà gọi là 70 năm, gọi là những đồng minh thắng trận ở trận chiến tranh thứ hai, thì ta thấy rằng thì là ông ấy đã đi tới cái mức mà gọi là ông ấy phô trương thanh thế. Cái phô trương thanh thế của ông ấy là đã có thể bắt đầu từ năm trước, mà khi mà ông ấy có chủ tọa những cái hội nghị của các nước trong vùng Đông Nam Á, mà ông ấy cùng với lại ông Tổng thống Obama có những cái buổi họp tay đôi khá quan trọng. Thành thử ra bây giờ cái việc ông ấy sắp sửa, ông ấy sang thăm nước Mỹ, đây là một sự kiện hết sức quan trọng đối với cá nhân ông ấy, cũng như đối với liên hệ giữa Trung Quốc và Mỹ Quốc. Ông ấy sang thăm Hoa Kỳ lần này không phải là như lần trước khi mà ông ấy ghé qua miền California. Lúc đó thì ông ấy có vẻ như là ông ấy chỉ là người khách qua đường mà thôi. Chứ bây giờ ông ấy đến Hoa Thịnh Đốn với tư cách là một người đại diện của một nước Trung Quốc đã trở nên cường quốc thứ hai về mặt kinh tế trên thế giới. Và đồng thời đây là một cuộc viếng thăm có tính cách mà hết sức quan trọng với đầy đủ lễ nghi quân cách mà người Mỹ người ta gọi là state visit. Rồi ông ấy được tiếp đón ở Tòa Bạch Ốc, rồi ông ấy phải dự tiệc những cái tiệc mà người ta gọi là dạ yến. Thì cái tính cách của ông ấy khi đến Hoa Thịnh Đốn kỳ này có một cái giá trị hết sức đặc biệt. Mà nếu mà chúng ta muốn trở về cái câu hỏi của anh ấy, thì chúng ta phải nhìn qua so sánh cái vị trí của Trung Quốc và vị trí của Hoa Kỳ trong lúc này. Cũng xin thưa với vậy ông là khi mà chúng ta nhìn lại cái cuộc diễn binh vừa rồi ở tại Trung Cộng, thì chúng ta thấy rằng là không có sự hiện diện của những người mà đóng cái vai trò chủ yếu trong cái cuộc chiến thắng của đệ nhị thế chiến. Nga, Pháp và Mỹ không có trong đó, mà chúng ta thấy có ông Putin, thấy có bà Tổng thống Nam Hàn, không có thấy cái ông Chủ tịch nhà nước hay là cái ông gì của ông Bắc Hàn. Thì ông có thể cho biết cái nhận định của ông về cái sự hiện diện của các lãnh tụ như vậy? Trước hết thì chúng ta phải nhận định như anh vừa mới đặc biệt mà thuật lại cái sự có mặt của một số lãnh đạo trên thế giới nhân cái cuộc diễn binh của Trung Quốc tại Bắc Kinh vừa qua, thì chúng ta thấy những lãnh tụ mà có đáng kể là chỉ có ông Putin của Liên bang Nga mà thôi. Còn bà gọi là Chủ tịch Tổng thống của Nam Hàn cũng là có tính cách đặc biệt. Và thứ ba nữa là có một số những đại diện của những cái nước Đông Nam Á Châu và của những nước ở bên miền Trung Á. Thành thử ra người ta thấy rằng thì là đây là một cái cuộc họp mặt mà có tính cách đặc biệt của ông Tập Cận Bình, nhưng mà đồng thời cũng nêu rõ rằng thì là không phải tất cả trên thế giới đều ở dưới trướng của chính thể Bắc Kinh. Mà đồng thời chúng ta cũng phải nói tới hai cái điểm hết sức quan trọng trong cái vị trí của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình lúc này. Một là về vấn đề kinh tế. Chúng ta thấy là cái tăng trưởng về vấn đề kinh tế của Trung Quốc
một hai năm gần đây đã bắt đầu trùng xuống rồi, không còn được 7%, mà nhiều người đã nghi ngờ là có lẽ đã xuống đến có thể nói trên dưới 5% mà thôi. Một cái chế độ gọi là chế độ cộng sản ấy, thì nếu mà nói về cái tính cách chính thống thì gọi là cái tính cách chính thống của họ chỉ dựa vào cái nền tăng trưởng kinh tế. Mà mỗi khi cái nền tăng trưởng kinh tế đã bắt đầu đi xuống, như chúng ta thấy trong những cái tuần lễ vừa qua, qua những cái cuộc mà nghĩa là gọi là sa sút của thị trường chứng khoán, rồi qua những cuộc thay đổi về vấn đề giá trị của đồng nhân dân tệ, thì chúng ta thấy rằng thì là về vấn đề kinh tế, có vẻ như Trung Quốc đã bắt đầu có thể nói rằng thì là gặp khó khăn rồi. Nhiều người mà nghĩa là có thể nói không thích Trung Quốc thì cho rằng có thể sẽ đến sụp đổ. Nhưng mà những người mà quan sát viên có tính cách mà nhẹ nhàng hơn thì nói rằng thì là Trung Quốc đã gặp khó khăn, nhưng mà chưa có thể nói là bảo là Trung Quốc sụp đổ được. Nói thêm một chút nữa thì chúng ta phải thấy rằng thì là về kinh tế đã khó khăn, nhưng mà về chính trị ông ấy cũng không dễ dàng đâu. Là bởi vì ông ấy muốn diệt trừ những cái người của chế độ cũ thuộc thế hệ Giang Trạch Dân, thì những cái người trong cái thuộc thế hệ đó cũng đã bắt đầu nghĩa là gây những cái chuyện khó khăn của ông ấy. Thành kinh tế khó khăn, chính trị khó khăn, gặp vài những cái tình trạng hết sức đặc biệt như vậy, ông tổ chức cái cuộc diễu binh và ông sắp sửa đi sang Hoa Kỳ, ông dự một cái cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Obama. Xin được cảm ơn cụ đại sứ Bùi Diễm. Kính thưa quý vị, chương trình vừa rồi là phần 1 của chúng tôi và cụ đại sứ Bùi Diễm. Chúng tôi sẽ tiếp tục vào phần 2. Xin kính mời quý vị theo dõi vào ngày mai. Kính mời quý khán thính giả đón xem tiếp phần 2 của cuộc phỏng vấn này vào ngày mai 15 tháng 9. Trân trọng kính mời quý niên trưởng, huynh trưởng, chiến hữu và thân hữu cùng gia đình ủng hộ và tham dự đêm hội ngộ Mùa thu Alpha gọi ta về do Hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 2015 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên lạc Lê Tiến Dũng 703-470-1444 hay Nguyễn Hưng Thái 703-655-7402. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.